Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục của mình Peo. Và chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục sinh tồn nông trại tập 3 các bạn ơi. Và lần trước thì mình cũng có làm một cái video giới thiệu bản cập nhật mới, đó là làm thế nào để có thể vào được cái tính năng nông trại mới trong Minua này. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết hơn và làm thế nào để có thể làm giàu trong tính năng nông trại các bạn nhá. Đây, hiện tại là mình đã gần lên level 4 rồi đây. Đấy. Và mình đã chuẩn bị bán rất là nhiều đồ các bạn ạ. Đấy, 3000 tiền luôn. Chưa kể có một đống đồ chưa bán này. Đấy, rất là nhiều đồ chưa bán luôn các bạn ơi. Thì ok, hôm nay thì mình cùng các bạn sẽ khám phá coi xem làm thế nào để có thể làm giàu trong cái phần nông trại này, và hướng dẫn trồng cây nào thì lời nhất, và trồng cái con gì, nuôi con gì chứ chết rồi, tôi bị lú rồi đấy. Hình như là mình phải nuôi bò, nuôi gà, hay nên nuôi gà hay nuôi bò, xong rồi nuôi gà nuôi bò thì làm thế nào để nuôi cho nó chính xác đấy, nên trồng loại cây nào, xong rồi xây nhà thì nên mua loại nhà gì các bạn nhá. Thì ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè, và đừng quên nhớ đăng ký và cho đăng ký ủng hộ mèo Peo các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo Peo, cũng như là hashtag là thằng mèo Peo và thằng B-team nữa các bạn nhá. Ok, đây là bị tôi sẽ đây, quên mất là cái compact của mình này. Compact của mình nó đang đi khám phá xong đấy, thu hoạch đó, kiếm ít đồ để coi xem là ui được cái thân cây bía với cả kẹo cao su gì đây. Ok rồi, sau khi mà compact này đi xong chúng ta phải đợi nó nghỉ ngơi nhá. Đấy, nó rất ghi này, đang bị mệt mỏi này đó. Anh em là nên chọn cái compet nào mà có kỹ năng này, cái điểm kỹ năng cao nhất ý. Điểm kỹ năng càng cao thì cái này đi càng xa các bạn ạ. Đó, với cả các bạn nên có thể quay, nếu mà quay ý, quay được cái compet thần thoại ý, pet huyền thoại thì nó sẽ có kỹ năng cao hơn và đi càng ngày càng xa hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ bán mất vài đồ đó. Mình đang có khá là nhiều đồ bạn ơi. À, từ từ. Cái ông thương gia này, thỉnh thoảng á trong làng ấy sẽ có cái ông thương gia biển đấy. Cái ông này á thì các bạn có thể bán cho ông ấy nhé, nhưng mà ông ấy chỉ mua một vài phẩm thôi. Ví dụ là cái hoa cúc trắng ấy, mình nhớ là đợt trước ông ấy có mua của mình cái hoa cúc trắng thì phải. Và hình như là bình thường nhá, ví dụ nhá, cái hoa cúc trắng mình bán được cho ông kia được 200 thì bán cho ông này được 300, đó, đại loại như vậy các bạn ạ. Tức là cái ông thương gia này ông sẽ mua ngẫu nhiên một vật phẩm của bạn đó. Anh em là nên chú ý cái ông thương gia biển nhá, chứ không phải là cứ bán cho ông này đâu. Đấy, hiện tại thì ông ấy không mua gì cho nên là mình sẽ bán cho ông này các bạn ơi. Uầy, dầu phê chứ. Wow, anh em thấy không? Tôi đang có wow 5000 tiền cơ ơi. Hơi bị giàu luôn nha. Lúa không, cái không bán này. Anh em mà không nên bán lúa mì, bởi vì lúa mì này để cho bò ăn này, cho gà ăn này. Đó, bán cái kia thôi. À, còn bò. Ui, wow, thịt bò lãi vậy. Ui, bò 1.600 này, xong rồi sữa tươi bấy. Ui, 1.600 tức là 3.200. Wow, mà mình mua hai con bò nữa. Mình mua hai con bò chỉ mất có tầm khoảng hơn 1.000 thôi, mà thu lại tận 3.200. Wow, lãi gần gấp bao gì nữa. Ây, mình mua có 1.080 đồng. Ok. Đấy, hiện tại mình có tận 8.000 đồng các bạn ạ. Ui, thật là giàu luôn. Bây giờ mình sẽ mua tiếp hai con bò này. Đấy, anh em về sau nên nuôi bò nữa, không nên nuôi gà đâu, bởi vì nuôi gà mình thấy là cũng không cần thiết. Thật sự là nuôi gà là không cần thiết bạn ạ. Mấy level đầu thì các bạn có thể nuôi gà, nhưng mà mấy level sau ấy thì anh em là nên nuôi bò cho tôi. Đấy, cái cây nhá, hiện tại mình đang trồng tạm 4 cây này thôi, bởi vì lát nữa mình đi có việc ấy, tầm khoảng 4 tiếng nữa mình sẽ thu hoạch xong mình trồng cây khác. Đây, bật mí luôn nhá anh em này, anh em nên trồng cái kiểu này. Đầu tiên các bạn mua cho tôi hai cái cây ăn quả đó. Cái cây ăn quả này là phải trồng cách nhau 3 ô, tức là các bạn trồng được một cái. Ôi chết rồi, mình tận 3 cái à. Ôi, bị thừa bị thừa mất một cái rồi, thôi kệ đi. Đấy, ở đây nha các bạn, trồng cho mình này, đây một cây ăn quả này, đây cây ăn quả này, đó, còn lại ba chỗ này các bạn trồng những cái còn lại đó. Bây giờ ở đây của mình có dư là nấm hay gì này, hay là thân cây bía gì đấy. Đấy, lát nữa mình sẽ trồng xong. Yeah. Còn bây giờ mình sẽ đi nuôi bò đó. Đây, nuôi bò hay là nuôi gà nhá, thì các bạn đợi này, ở đây con bò sẽ là 12 tiếng, nhưng mà sau khi mà 6 tiếng ấy, 6 tiếng các bạn phải vào đây cho bò ăn nhá, các bạn phải cho bò ăn lúa, đấy, phải cho bò ăn lúa các bạn nhá, thì bò nó mới thể lớn tiếp được. Tương tự với gà cũng như vậy. Đây, gà đỏ hay là gà vàng cũng thế. Con gà này là 30 phút. Đấy, 30 phút nhá. Nhưng mà khi mà sau 15 phút các bạn phải cho gà ăn. Đấy, để cho bạn nào không biết thì mình cũng hướng dẫn luôn. Nghe cái gì đấy? Đây là điểm gì đấy? Kẹo cao su mát lạnh. Kẹo cao su bong bóng là món ăn yêu thích của gia đình Bolobut. Bút bút đặc biệt thích kẹo cao su mát lạnh cho và ăn thứ này giúp chúng phát triển. À, cái kẹo này chắc là cho mấy con bong bóng để phát triển đấy mà. Ok, mình sẽ đợi khi nào mà quay được cái con bong bóng xịn xịn tí. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi làm lại cái nhà đó.
Đây, bây giờ bạn nào không biết ấy, thì mình đây là cái vườn này chắc là tầm coi như xong rồi đấy. Cái này 4 tiếng nữa thu hoạch đẹp. Đó, bạn nhớ nhá, khi mà lên cấp cao ấy, bạn nên trồng cây ăn quả này. Mà cây ăn quả này ấy là phải cách 3 ô nữa. Đây, một cái đây này, một cái đây này. Đấy, anh em cũng nên là mở đất nhá, mở rộng thêm ô đất. Đó, hình như là phải lên level 4 thì mình mới có thể mở rộng được. Đấy, anh em là nên mở rộng thêm ô đất nhá. Ui, hình như là cần thêm quốc đá. Quốc đá này kiếm đâu nhỉ? Chết giờ hầm. À đây, cái quốc đá này kiếm đâu ta? Để mình từ từ, anh em đợi tí. Quốc đá này không biết là, ui, mình đủ tiền mua cái nhà này. Wow, cái nhà villa ven hồ này khá là đẹp các bạn ạ. Mình đang tính là mua cái nhà này, bởi vì mấy cái nhà này trông cứ thế nào á, thật, được kèo nó cao cao thôi, chạm nghiên cứu thứ, nhưng mà mình thấy cái nhà villa ven hồ này kiểu nó kiểu cổ cổ á, mình khá là thích. Đấy, mình trong cái đống này này, mình thích nhất là cái nhà villa ven hồ với cả cái căn cứ nghiên cứu. Bởi căn cứ nghiên cứu này nó đắt quá, tận 50.000 tiền cơ. Mở rộng nhà yêu đắt thêm. Mình qua tận 1.000 xu rồi, chắc là mình sẽ làm cái video review review cái con thú ở đây sau. Ok, bây giờ mình đang hỏi thắc mắc là không biết làm cái cuốc ở đâu nhỉ? Chế công cụ ở đâu ta? Ai giảm. Không biết là làm thế nào để có được công cụ. À đây đây. À, cần cái gậy à? Chế tạo vào đây là cần cái gậy nhỏ à? Mà cái gậy này là cần cái gỗ này à? Mà cái gỗ này thì lại cần bảng gỗ, cần từ. Ê nhá, muốn có cái gậy thì cần cái bảng gỗ cây ăn quả. Muốn có bảng gỗ cây ăn quả thì phải cần hai cái khúc gỗ ăn quả. Ui, hiểu rồi. Tức là chúng ta phải trồng cái cây ăn quả này để lấy cái này. Ui, thế là căng đó. Phải trồng cây ăn quả để lấy cái gỗ cây ăn quả. Hiểu rồi. Xong rồi từ cái gỗ cây ăn quả này, hai cái này sẽ được một cái này. Ui, mà phải cần một cái này. Một cái này thì được có một cái này, tức là phải gần 3 cái à, tức là phần trồng 3 cái cây ăn quả. Ui, phải trồng 3 cái cây ăn quả để có được một cái cuốc này. Ui, nghe căng nhỉ. Ok ok, theo mình hiểu như vậy các bạn ạ. Chế cái khúc gỗ này cũng căng đây. Không biết là về sau có cái gì để làm tăng tốc nhỉ, để tăng tốc cái tốc độ trồng cây chứ. Cái này game này đúng kiểu cây cuốc ấy. Sợ là mình vào đây mình toàn cây cuốc à, mình có làm cái gì đâu. Vào toàn cây cuốc các bạn ơi. À đây, cho bạn xem nhà nữa. Nhà mình cũng chưa mở nhiều đâu, cũng có vài cái thôi, cửa hàng vườn đây. À, ok ok, đây là cái nhà của mình đây. Đó, chắc là mình sẽ thiết kế lại cái nhà một chút. Các bạn bấm vào chỉnh sửa nhà nè. Đó, bấm vào chỉnh sửa nhà chúng ta sẽ có được thiết kế nhà lại. Mình nghĩ là mình sẽ chia lại phòng các bạn ạ. Tôi sẽ chia lại cái phòng khác. Cái nhà này thì mình cũng để mặc định này. Đấy, vẫn để nguyên mặc định này. Ok. Mình sẽ lấy hết nội thất đấy. Tôi sẽ lấy hết tất cả nội thất lại em. Đó, về mình sẽ trang trí lại cái nhà. Bây giờ làm sao cho cái nhà này nó đẹp nhất. Ôi, nhiều đồ quá. Kiếp thật. Đó, ok. Đèn này. Rồi, bây giờ mình sẽ đập hết đi nhỉ. Cái kiểu nhà này thì cũng được, nhưng mà mình từ mình bị giới hạn block này. Cái số block này không phải lúc nào cũng dùng được hết đâu. Cái này, cái kính này, ok ok. Mình nên thiết kế lại cái kiểu nhà. Bây giờ mình cần thiết kế thêm một cái phòng vệ sinh nữa nhỉ anh em nhỉ. Hiện tại là phòng vệ sinh thì mình chưa có này. Mình sẽ làm thêm cái buồng vệ sinh ở đây. Nếu vậy mình sẽ phải lấy bốc ở đâu ta? Mình sẽ phải thích cái bốc từ đây. Mình sẽ lấy bốc ở trên này. Đó, ở trên này là dư bốc này. Mình sẽ sử dụng cái bốc này. Đó, hợp lý. Mình sẽ sử dụng cái bốc này để làm nhà vệ sinh các bạn ạ. Cái cột này không cần thiết này. Ui, không có cột cần à? Ui, ui, cái cột này là cần các bạn ạ. Mình tưởng cái cột này là không cần thiết, nhưng mà ai ngờ là cũng cần đấy. Mình cần gạch này đúng không? Gạch này này. Ok, đây. Hóa ra là vẫn cần à? Đây, đúng không nhỉ? Đó, ok ok. Cái này đâu cần thiết đâu. Rồi, hợp lý. Ok ok, tạm thời này đã. Chỗ này mình sẽ chia ra làm cái phòng vệ sinh nhỏ nhỏ ở đây. Đó. Thế này chúng ta sẽ làm một cái nhà vệ sinh các bạn ơi. Để như nào cho hợp lý nhỉ? Ở đây có cửa kính này. Cái cửa kính này trông có vẻ không ổn lắm. Từ đấy mình sẽ thiết kế lại cái cửa kính các bạn ơi. Đây,
cho nó lùi ra một chút. Đấy, chỗ này hợp lý em. Ok là luôn rồi. Đây mình sẽ làm cái nhà vệ sinh các bạn nhá. Ở đây mình coi mình có thừa ô nào, chúng ta 4 ô này à. Hai. Ồ, hợp lý đấy. Ủa, cái này nhìn xuyên qua được à? Không, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Ok, chắc là mình sẽ dùng luôn cái khối này để làm nhà vệ sinh đi. Để coi xem còn dư gì không nhỉ. Chỗ này thiếu bốc rồi này. Thiếu cái cắt cứng trắng này. Tình hình là đang bị thiếu cái cắt cứng trắng các bạn ơi. Đập cái đèn đã. Nhà vệ sinh. À, chúng ta có thể lập đây ra này. Ờ, hợp lý. Hợp lý luôn, đấy. Hợp lý các bạn ơi. không vào được. Chết, nhầm. Hợp lý nè. Kính này rồi, sửa kính đã, quên bắt. Sửa kính. cái kính này thế thì à? Kính này nên thiết kế như nào ta? Ở đây tự nhiên lại dư ra cửa kính à? Sao cũng phải vô lý nhỉ? Hợp lý. ok, rồi. Trông có vẻ ổn đấy. Ô, cái gạch này, gạch này khác nhau à? Ô. Ô, cái màu là khác nhau bề. Ủa, à, cái này là khối cắt cứng xám nhạt. Ôi rồi ôi. Đây, hai cái này là khác nhau các bạn ạ. Giờ mới để ý này. Cái này là xám nhạt, cái này là trắng. Ok là nhá, rồi. Màu bị khác rồi, kệ đi. Hoàn thành xong cái nhà rồi tính các bạn ạ. Bị thiếu bốc à em? Ủa? Bị thiếu bốc cạn thôi. Bây giờ phải... Ôi, chết. Lùm. Lấy cái này bù vào nè. Bây giờ phải lấy cái này bù vào ta. Bị thiếu bốc các bạn ơi. Thiếu bốc rồi. Bây giờ phải thiết kế cái này làm sao để nó bù vào nè. À, từ. Nên làm như nào là bù vào nè. Hết bốc và bây giờ bài toán tính toán xem làm thế nào để bù lại bốc này. Ai giờ hay là chỉ xây cao thôi nhỉ? Nhỉ, đúng không? Thế này cũng được ấy. Có vẻ hợp lý nhỉ? Có vẻ cũng hợp lý đấy. Ở đây mình còn dư ra mấy cái không ta? Để coi xem nào, còn dư ra cái gì không nhỉ? Đây mình còn dư cái này mấy này không dùng được. Cái này cái gì ấy? Viên gạch gì ấy, không biết. Hợp lý ấy. hợp lý nè. Quả nhà vệ sinh này cũng hợp lý mà. Ok bye bye nha. Mỗi tội là không có cửa thôi. Mình là mình chưa mở được cửa các bạn ạ. Rồi, tạm thời thì bây giờ mình sẽ để cái em. Đây, bồn cầu này đó, mình sẽ để bồn cầu ở đây. Một cái bồn cầu bên này đấy, bồn cầu cho nhìn nhau luôn. Bây giờ mình sẽ treo một cái đèn chùm đơn giản. Ok, mình sẽ làm một cái đèn trên này vậy. Đấy, hợp lý đấy. Vậy là xong cái nhà vệ sinh các bạn ơi. Chúng ta cho vệ sinh rồi, chỗ này vẫn là bàn làm việc thôi nhờ. Đây, để cái bàn làm việc ở đây. Mình sẽ để cái ghế ở đây. Đấy, bàn làm việc hiện đại luôn nha. Bàn xịn luôn. Đấy, đây mình có một cái bàn làm việc đơn giản này, ghế đơn giản này. Đấy, đây mình sẽ để hai cái bàn làm việc luôn. Đây, hey, ok, hai cái bàn làm việc cạnh nhau. Ở giữa thì mình sẽ nên để cái gì ta? Chỗ này giữa thì mình sẽ để một cái ở đây xem còn cái gì không nhỉ? Đây còn thừa này, hàng rào để làm gì ấy? Ôi, không được, không ổn, hàng rào không ổn. Đèn 3D hay để cái giường nhỉ? Để cái giường ở giữa cũng được. Hợp lý. Để cái giường ở giữa hai bàn được này. Hợp lý này. Bàn trà. Đây phòng khách đây. Chỗ này chúng ta sẽ để một cái phòng khách ở bên này là hợp lý. Mình sẽ cho nó ở đây. Mình từ áp cho nó kê sát đây tí. Đó. Ủa, có gần nhà vệ sinh quá nhỉ. Nhà vệ sinh mình nghĩ cái cửa nó phải để nó bên nào ta? Mình nghĩ sẽ để cái cửa nhà vệ sinh ở đây đi. Đây. Rồi cửa nhà vệ sinh chỗ này đi. Đó, hợp lý.
Bên này sẽ là, thế thì bên này sẽ là cái chỗ tiếp khách. Bàn trà đây. Đây, có bàn trà đây. À, hợp lý này, hai cái ghế này. Ui, đi ra. Mấy điểm, đi ra. Trời, cái con này cứ đứng cạnh mình ăn hả? Ok, hợp lý này đi. Trông có vẻ cũng ổn đấy nhở. Bàn đèn 3D. Đèn này để đâu ta? Đây à? Hợp lý nè. Để đây, ok, để trên này đi. Đây là gì đấy? Đèn tường đơn giản. À, đèn này là phải treo bên ngoài đúng không? Mình nhớ phải treo bên ngoài này. Đó, treo bên ngoài một cái. Ok. Treo cái gì đấy? Treo vào đây đi. Treo một cái, ok. Bên mình còn dư khá là nhiều kính này. Đèn chùm đơn giản. Ở trên trần nhà này chưa có đèn mà. Treo một cái trên trần nhà cho đẹp. Ok là phòng này cũng chưa có ấy. Đèn tường cổ tích. À, cái này mình chưa dùng này. Đèn bàn này. Từ nhé. Ôi, chết, bấm nút. À, bấm nút các bạn ơi. Rồi, xong. Bấm nhầm nút bạn bè. Ôi, không ổn, không ổn, không ổn. Coi, thế thì nên để giường chỗ khác hả? Tức là chúng ta nên để một cái gì đấy mới hợp lý hơn. Ờ, để coi là cái hàng rào à. Để hàng rào đây xong để đèn trên này. Hợp lý. Ờ, cũng được đấy bây giờ. Thôi để tạm đi. Đèn tường cổ tích. Đèn tường hiện đại. Thế thì mình sẽ để cái giường ở đây. Để cái giường ở đây này. Không, cái này cái gì đấy? Cái này là cái... À, cái ngăn cách à? À, ok ok ok. Thế thì mình sẽ để cái giường nó sát bên này luôn. Đấy, ok, xong để ở đây này. Quá, wow, đi dặn. Con bóng bóng. Con bóng bóng nó cứ đứng đây chằn. Đấy, hợp lý. Rồi, ai muốn đi ngủ vào qua đây ngủ vậy. Đấy, hợp lý này. Để cái đèn ở trên này. Đèn này ta, đèn này đẹp hơn. Đấy, hợp lý luôn. Vậy thì cái đèn này mình sẽ để đâu ta? Ờ, đèn này mình sẽ treo tạm ở đâu đấy. Đây mình còn cái tủ à? Mình còn hai cái tủ mình chưa dùng này. Hai cái tủ khá là to. À đây, tủ để bên này. Đó, ui, à không. Tủ này để bên này đi. Đây là tủ phòng ngủ à. Đây là tủ phòng khách. Đấy, phòng khách sẽ để cái tủ này ở đâu ta? Ui, chắn lối đi. Ờ, để đây đi. Đấy, hợp lý nhỉ. Cũng có vẻ ổn hay biết chưa. Tạm được. Ok. Thế là mình nên thiết kế lại cái cửa ra vào nhỉ. Nên tính là ở nếu mà để đây thì nó bị thiếu block. Hay tính sau đi. Tạm thời để này đi. Đó, ok. Nói chung là cũng hoàn thành rồi chứ. Cái đèn này mình sẽ để ở trên này vậy. Là để bên này vậy. Ok, rồi, vậy là mình đã trang trí xong gần như là đủ hết rồi các bạn ơi. À, mình sẽ làm thêm một cái bể bơi nhỉ. Chúng ta có nên làm thêm một cái bể bơi đây không ta? Bể bơi ở chỗ này à? Nghe có vẻ cũng hợp lý nè. Là bể bơi ta. Ôi, chỗ này mà làm bể bơi là cũng ổn đấy chứ. Anh em nhỉ. À không, chỗ này phải bịt lại này. Để mình coi xem còn dư bốc nào nhỉ. Đây đúng không. Làm bể bơi được á. Được. Đúng rồi, chúng ta sẽ thiết kế làm bể bơi các bạn ơi. Ui, bong bóng này. Trời ơi, nhất định. Đây trời. Mình còn con nòng nọc cơ. Nhưng mà hiện tại là con nòng nọc mình đang cho nó đi huấn luyện rồi. À đấy, nhắc mình được. Chết rồi, quên chưa cho nòng nọc đi huấn luyện các bạn ơi. Từ là để mình cho con nòng nọc đi huấn luyện á. Anh em đợi tí. Đây, lấy thần thú đi nhanh này. Quên mất là nãy giờ chưa cho con pet đi huấn luyện. Đây, đây. À, chế độ vườn à. Ok, ok. Tạm thời bấm lưu đã. Bấm lưu đó các bạn ơi. Đó, vậy là hôm nay là cái bản là cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Trang trí nhà các thứ. Hướng dẫn các bạn trồng cây nào ngon, cây nào hay, cây nào thú vị các bạn ơi. Đấy, bây giờ thì tôi vào lại quay lại chế độ vườn đã. Sau đấy mình sẽ cho con nòng nọc đi. Ôi, sao mạng không ổn định này. Ui, dạo này mình vào trong chế độ vườn đó, nó hay bị văng ngoài lắm. Ở đây không biết các bạn nào bị giống mình không. Thỉnh thoảng vào trong chế độ vườn này nó cứ bị văng ra ngoài á. Đêm hôm qua mình còn không vào được cơm. Rồi. À, mỗi lần vào nó cứ chuyển góc nhìn thứ ba nhá, thế mới cay. Ok, chọn này, đấy, chọn nòng nọc này, ok, rồi mình sẽ
lấy đồ ăn cho nó, sẽ cho nó 3 hộp sữa đấy, bởi vì nó chỉ có cái thú cưng mang theo à, chỉ có 34 thôi đấy, nên là 3 hộp sữa. Ok, chắc là vậy rồi. Vậy là nó sẽ đi được bao nhiêu ta? Nó sẽ đi được tầm khoảng mất ra 5 tiếng các bạn ạ, 5 tiếng các bạn nhá. Ok thôi, thì hôm nay chúng ta chủ yếu cũng giới thiệu bạn đấy, trồng cây nào, nên trồng cây gì đấy, nên nuôi con gì đấy, cách trồng và cách trang trí nhà các thứ đó, anh các bạn có thể tùy chỉnh nhá. Sắp tới thì mình sẽ mua cái nhà xịn hơn thì mình sẽ làm một cái video riêng sau, thì ok video chim thì chắc là xin phép đến lúc đấy thôi. Bạn có cái đóng góp gì muốn mèo peo làm thử thách tìm nữa thì hãy để lại bên phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.